Hôm nay quý vị vừa đi tu học, vừa nghe pháp thì phải học luôn. Muốn bớt khổ thì điều đầu tiên phải tin sâu nhân nhân quả. Chúng tôi tại sao dùng cái từ tin sâu? Mình cũng tin vậy mà mình tin nó không sâu. Mình tin ở trên mặt thôi, lướt thôi. Miệng thì cũng nói nhân quả vậy, nhưng mà không có sâu. Tin chưa sâu, tin mà tin phớt phớt thôi. Còn bây giờ mình phải tin, tin sâu. Hãy mà tin sâu nhân quả thì sao? Không buồn chuyện thế gian nữa. Mà không buồn thì nó đồng nghĩa với bớt, bớt khổ. Thứ hai là tin cái gì? Tức là quán gì? Quán về tam, tam tướng. Thế gian là vô thường, khổ và vô ngã. Cái gì cũng vô thường quý vị. Qua nở, qua tàn chuyển thế gian mà. Qua đẹp, qua thơm, qua vẫn tàn, vô thường. Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan, vô thường. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết mà người hứa, người thề, người vẫn quên, vô thường. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Qua nở, qua thơm, qua lại tàn. Tình nặng, tình xấu, tình vắng tan, vô thường. Người giàu, người nghèo rồi cũng hết, vô thường. Mà người đẹp, người xấu rồi cũng chết, vô thường. Phải không? Người đẹp, người xấu cũng chết chứ không phải là người xấu chết không đâu nha. Đẹp nhiều khi còn chết còn sớm dữ hơn. Vì họ đẹp hơn mình, họ có phước. Mình xấu hơn họ là mình thiếu phước. Nhưng mà rồi cũng chết. Họ giàu hơn mình là họ có phước, mà mình nghèo hơn họ thì mình thiếu phước, thì hai người này thì cũng hết à. Một là mình chia tay nó, hai là nó chia tay mình thôi, vô thường. Cho nên quý vị phải học theo chúng tôi một câu là hãy tin vào vô thường. Đọc theo câu này quan trọng để bớt khổ. Hãy tin vào vô thường rồi ngày mai sẽ khác. Cái câu này ý nghĩa lắm. Tại sao mình tin vào vô thường để ngày mai sẽ khác là sao quý vị biết không? Thí dụ như bây giờ mình khổ thì mình biết ngày mai mình sẽ vui, chứ không phải mình khổ hoài. Ông bà có một câu rất hay là ai giàu ba họ, ai khó ba đợt. Mình nghèo nhưng mà mình rồi ngày mai sẽ khác, đâu biết được. Đâu biết được ngày mai là cái gì, phải không nè? Cho nên hãy tin vào vô thường đi, tại vô thường nó thay đổi. Nếu bây giờ mình khổ á, thì hy vọng ngày mai nó thay đổi là mình sẽ xuống, chứ không có gì là bây giờ mình khổ mình tu, thì sau này cái phước trổ ra mình sẽ bớt khổ. Rồi hãy tin vào vô thường là vậy đó. Rồi tin nhận thường này sao nữa? Nếu như cái này mình giờ đang hưởng phước, mình giàu, nhưng mình biết rằng nó sẽ khổ. Để chi? Bớt ngã chấp, bớt kiến chấp, bớt cứ nghĩ rằng là mình sướng hoài không có. Mình sẽ có cái khổ. Tin vào vô thường là tin như vậy. Đọc theo. Hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác. Lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoa mọc lên từ rác. Mình tin vào vô thường là lòng sẽ được nhẹ, lòng được nhẹ nhàng hơn liền. Mà mình không tin thì lòng mình nó cứ khổ hoài. Mà cái lòng mình nhẹ nhàng hơn thì bớt khổ, đúng không? Đúng rồi. Như vậy thì bốn câu đầu là tu, là sửa cho mình bớt khổ. Tu theo lời Phật độ chúng sinh. Đó, cái câu này mới hay. Độ chúng sinh nó có nhiều cách độ. Chúng sinh thì nó tùy theo căn cơ trình độ nó khác nhau. Có những người quý vị chỉ cần nói một câu thôi là họ hiểu. Có những người mình nói mãi họ không hiểu, nhưng mà họ nhìn mình họ hiểu. Thí dụ muốn độ ông chồng, hồi nãy chúng tôi nói rồi, muốn độ ông chồng, cho ông chồng biết đạo, cho ông biết đi chùa, thì bây giờ mình phải ráng tu làm sao để mình thấy mình bớt khổ, mình nhẹ nhàng, tâm mình nó vị tha bác ái, thì tự nhiên cảm phục được ổng. Qua cái thân giáo, qua cái sự tu hành của mình thì ổng thay đổi. Giống như chúng tôi có nói cái bài hát vừa rồi đó, tức là mình tu làm sao mình về, mình lần sau mình tu cái ông đó thấy mình chuẩn bị áo tràng, thấy chuẩn bị đồ đạc, nói ủa nay em đi tu hả, cho anh theo anh tu giới là thành công. Chứ không phải em biết mình nay đi tu cái mặt ông bí xị là chưa thành công. À, độ chúng sẽ là độ như vậy. Họ nhìn vào mình mà họ phát tâm họ tu hành. Chứ đừng có nói sao cái bà này lúc trước tôi thấy bà ở gần tôi, bà hiền lắm, mà sao bà đi chùa một thời gian vậy, sao bà dữ quá là chết. Như vậy thì không đúng với câu là tu theo lời Phật độ chúng sinh. Độ chúng sinh nó có nhiều cách độ, nhớ nghe. Và mình phải có trí tuệ, phải tùy duyên để mà độ. Có nhiều người mình phải độ bằng thân giáo, bằng hành động cụ thể. Có những người mình độ bằng lời nói. Chúng tôi có một cái ông đệ tử ở bên Úc,
Ông nghe pháp một thời gian cái ông bị nhiễm đi. Ông nhiễm pháp đi. Ông đụng ai ông cũng nói pháp. Bất kể giờ giấc, bất kể thời gian, bất kể hoàn cảnh thế nào ông cũng nói pháp á. Ông nghe thấy ông bị nhiễm. Ông nói riết quý vị biết không? Ai gặp ông cũng né hết trơn. Cho nên mình giảng pháp phải có thời gian, địa điểm đàng hoàng nha. Trong lực chế định đó. Lực chế định là sao? Vị tỳ kheo đi bên đây đường không được nói pháp cho người đi bên kia đường là sai luật. Mình không thể đi đằng sau mà nói pháp cho người đi đằng trước nghe cũng sai luật. Mình không thể ngồi ở dưới mà nói pháp cho người ngồi ở trên nghe là sai. Cho nên phải đúng lúc đúng thời. Cái ông này ông bị nhiễm pháp, lúc nào ông cũng nói. Ông nói riết quý vị biết không? Bạn bè ông xa lánh từ từ, riết rồi người thân của ông cũng né ông luôn. Gặp ông là ông nói riết là sợ. Cuối cùng còn bà vợ. Bà vợ, cái này chuyện thật 100%. Bà vợ mới gặp chúng tôi qua bên bệnh, bà vợ mắng vốn. Nói sư ơi, sư nói ông xã con sao chứ, sao bây giờ ông bị nhiễm pháp quá rồi, gặp ai ông cũng nói. Con lần ông nói con ấy, con mới nói, sao ông không giỏi ông về ông độ bên nhà ông đi. Mẹ ông đó, chị em ông đó đông lắm ông độ đi. Quý vị biết ông trả lời sao không? Ông nói, mấy người đó né tôi hết rồi. Bây giờ còn có mình bà ráng bà để tôi độ bà đi. Trời ơi, độ người ta mình ăn ní vậy đó. Tức là mình phải làm sao cho mình an lạc, người ta an lạc. Còn cái ông này ông rắc rối khổ đau, ông đi cho người ta rắc rối khổ đau mà. Thường thì mình có cái gì mình cho người ta cái đó. Đúng không nè? Quý vị phải tu làm sao mà quý vị phải có an lạc. Quý vị ở đâu, ngồi ở đâu, cũng người cái người kế bên họ cũng an lạc. Đó, độ chúng sinh là độ như vậy đó. Chứ gì đâu mà ta gặp người ta sợ, ta né muốn chết à, không độ được chúng sinh. À, nãy chúng tôi có nói một câu đó, tu làm sao mà ông chồng kỳ này tháng sau á, chùa Hưng Pháp mà khó khóa tu là ông đòi đi theo ông tu. Chứ không phải để nhìn xuống toàn là thấy nữ tu không mà nam không thấy. À, mình giờ mình độ ông luôn, độ ông chồng mình. Quý vị độ ông chồng nó hay lắm. Ở trong kinh Hạnh Phúc á, nó có cái pháp gọi là độ thân bằng quyến thuộc là phúc lành cao thượng. Quý vị biết tại sao mà độ thân bằng quyến thuộc là phúc lành cao thượng không? Ai trả lời đúng, chúng tôi thưởng liền. Là bởi vì sao quý vị biết không? Mình phải độ những cái người này, chồng mình, con mình, vợ mình, cha mẹ mình, ông bà, dòng họ. Bởi vì những người này chắc chắn 100% trong dòng sanh tử luân hồi sẽ gặp lại. Mà mình không độ họ kiếp này thì lần sau mình gặp lại mình khổ nhiều hơn là mình vui. Còn bây giờ mình tranh thủ mình độ họ trước đi. Họ biết tu thì đời sau trong dòng sanh tử luân hồi có gặp lại mình khỏe. Hiểu ý không? Tức là con mình nó biết tu mà lỡ trong kiếp luân hồi tương lai mà có gặp lại người con mình, phước của nó có, mình khỏi phải gánh. Ông chồng mình tu, lỡ mà trong dòng sanh tử luân hồi tương lai có gặp lại, ổng có phước, mình nương theo ổng, mình hưởng thôi chứ không cần mình phải đột nữa. Tại vì ổng tu là ổng có phước rồi. Mình mà mình gặp cái người ở chung với người có phước thì sao? Thì hạnh phúc thôi, không có đau khổ. Gặp một cái người hiểu biết, biết tu, biết giáo lý, biết làm chủ được cảm xúc, biết thực hành lời dạy của Đức Phật thì quý vị thấy có gì tuyệt vời hơn? Nếu mà người đó là người chồng mình, người con mình thì quá tuyệt vời, bảo là có phước rồi. Đó. Thứ ba là tu là cố gắng thực hành, tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. À, phải cố gắng thực hành nghe. Chứ đừng có lý thuyết không, không được. Chúng ta học pháp phải hành pháp. Giống như cái muỗng nằm trong nồi canh, không nếm được hương vị của canh thì giống như người học pháp mà không hành pháp. Còn cái người học pháp mà hành pháp thì giống như cái lưỡi nếm được vị canh. Cho nên tu là phải gắn thực hành, phải làm được. Tu là gì đó? Tu ở đây trau dồi, phải làm sao cho nó được, phải thực hành. Có nhiều người quý vị biết không, họ nói mà họ không làm. Nhưng mà ngược lại song song cũng có nhiều người làm mà không nói. Có những người họ tu ít nói. Thường thì cái người có thì không khoe, cái người khoe thì không có. Lời thật thì mất lòng, nhưng mà lời được lòng chưa chắc đã thật. Đúng không nè? Nhiều cái lời nói ngọt ngào, chót lưỡi đầu môi, nghe mát lắm, nhưng mà chưa chắc đã thật.
Cho nên tôi thích cà phê đen, tuy nó đắng nhưng nó nguyên chất. Tôi thích lời nói thật, tuy nó mất lòng nhưng đáng để tin. Vỗ tay một cái cho nó có không khí. Nào quý vị cứ nghe là vỗ tay thôi, cho nó năng động. Chứ ngồi lâu hồi cái nó hôn trầm thị miên, nó giả dưỡi mệt mỏi. Cho nên bây giờ phải ráng mà nghe mà vỗ tay. Chúng ta đi tiếp nha. Tu là cố gắng thực hành đó, phải nhớ hành. Không hành không được, lý thuyết không được. Đừng giống như cái bà này, bà nói hay lắm à. Bà nói sao quý vị biết không? Bà nói cái tánh của con đó thầy biết không? Thẳng lắm, mạnh mẽ lắm, trực tính mà, cá tính mà. Làm sao? Là con thương được là con ghét được, con nhớ được là con quên được, con lấy được là con bỏ được. Nhưng con điều con nói được mà con làm không được. Quề tiền, thấy không? Cho nên là phải thực hành. Tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Đạo Phật chúng ta là đạo hướng gì nè? Hướng thiện hay ác? Hướng thiện đó, hướng thiện tức là điều gì cũng phải làm lành. Tôn chỉ của Đức Phật dạy ba điều. Điều nhất là gì? Không làm điều ác. Điều thứ hai là gì? Làm các điều lành. Cho nên tu là phải làm lành, dứt khoát là không làm ác. Từ đây về sau ai rủ làm ác không làm. Làm lành thì mình làm. Làm lành không cần rủ. Có nhiều người rủ còn không làm đó. Rủ đi tu không làm biết. Đi chơi thì được, đi tu không được, không chịu đi. Bây giờ mình phải tu là phải làm lành đầu tiên là hướng thiện. Đầu tiên ta rủ mình, nhưng sau dứt khoát không cần ai rủ, mình lấy cái tiêu chí là làm lành đầu tiên. Tranh thủ thời gian nha, vì thời gian không có dài. Tu sao phải thật là hiền. Cái câu này mới hay. Chúng tôi muốn bấm xuống, nhìn xuống đây, tất cả gương mặt chúng ta đều phải hiền hết. Tu sao phải thật là hiền đó. Mà quý vị muốn hiền thì phải tu. Hôm nay thật sự chúng tôi muốn chúng tôi chuẩn bị một cái bài pháp có tựa đề là gì quý vị biết không? Tựa đề là muốn hết khổ phải chịu tu. Đầu tiên chúng tôi tính là lên giảng cho quý vị nghe là một cái bài pháp có tựa đề là muốn hết khổ phải chịu tu. Giống như là muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Bây giờ mình muốn hết khó chịu mà mình không chịu, mình muốn hết khổ mà không chịu tu có hết khổ không? Không hết khổ. Muốn hết khổ thì phải chịu tu. Muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Giống như thầy trụ trì đây là tha thứ thư thái đó, tập nó ngược vậy đó. Nó ngược mà nó đúng pháp. Đạo một đường mà đời một đường. Đời là khó chịu nhưng mà đạo là phải chịu khó thì mới hết khó chịu. Đời là khổ mà đạo muốn hết khổ thì phải chịu tu. Như vậy thì câu kế tiếp là tu sao cho thật là gì? Là hiền. Quý vị có nghe cái từ là hiền như Phật chưa? Hiền như Bụt chưa? Chứ mà tu cái mặt mình hầm hầm dữ quá sao được? Thấy không? Tu phải hiền. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu hoa. Ý không tham ác gian tà, chuyển say ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn đó. Tu sao cho thật là hiền mà hiền như ai? Như Bụt. Không ai đợi có một câu á, ông đóng hiền như Bụt vậy đó. Đó, mình tu sao giống hiền như Bụt. Đạo đời nó khác. Ở đây nó có bài thơ Như Phật. Như Phật là như Bụt.
của thầy Thích Tánh Tuệ, thầy làm. Chúng tôi xin đọc ở đây để chia sẻ cho quý vị. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt từ mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tình bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm đau thương xóa nhòa. Em hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trần lao sao. Rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng mạch sống cả bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người, nơi nào ta có mặt có niết bàn an vui. Như vậy thì phải thực hành nè, rồi phải làm lành nè, rồi phải hiền như như Phật và như Bụt. Bây giờ trời mát, thanh thản quá, gió mát thanh thảnh thơi quá, cho nên chúng tôi xin gửi tặng quý vị một bài hát cho nó vui. Mong quý vị hoan hỷ, cho một tràng vỗ tay. Bài hát là Về Bên Cõi Phật nữa, tức là mình phải hiền như Phật, hiền như Bụt thì mới hy vọng về bên cõi tới Phật. Chứ trên cõi Phật mà mặt dữ có về tránh được không? Không. Cái mặt nhìn vô là phải tâm từ bi, bác ái, rộng lớn, minh mông gì đó thì mới gọi là về bên cõi cõi Phật. Bài hát Về Bên Cõi Phật xin gửi tặng quý vị. Hát có dở quý vị cũng vỗ tay ủng hộ cho nó có phần sinh động. Hôm nay quý vị hoan hỷ cho chúng tôi cũng vui quá, cho nên giảng nó hơi dài một tí, quý vị thông cảm. Mệt chưa nè? Mệt chưa? Đúng rồi, Phật ngồi năm này quanh năm kia trên đó đâu có mệt đâu. Mình hôm nay là mình phải giống Phật, thấy không? Phật ngồi bao lâu mình ngồi bấy lâu, thấy không? Mắt Phật sao mắt mình vậy? Mắt Phật lúc nào cũng từ bi, thương người. Cái lòng từ bi với Phật rộng lớn thì mình cũng vậy. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Về Bên Cõi Phật. Vỗ tay. Cái này mà kết hợp tung hứng làm ăn là không thành công rồi đó. Ca sĩ ở ngoài nó hát có một bài 80 người lên tặng bông, hỏi ra toàn là bà con hàng xóm họ không. Chuẩn bị lên là vỗ tay là giống như là mình là fan hâm mộ vậy đó. Hát hay cũng vỗ tay, không nói chi mà hát dở họ cũng vỗ tay, hỏi ra toàn là người nhà không. Vỗ tay ủng hộ. Quý vị hôm nay phải sống với cái tâm đó, tức là với cái tâm giúp đỡ, ủng hộ giảng sư, vỗ tay cho có không khí. Nghe ai phát tâm lo tu, sư mừng thầm niềm vui khôn xiết. Cảnh đời ngày càng đau thương, mấy ai đâu mà lo sửa mình. Đường Tây Phương ngày đêm rộng mơ, mà người không ai đến nơi, cứ say đắm hoài cõi trần khổ đau thân đỏ đài. Tu đi chớ nên nghi nan cho lỡ làng, đời thôi nên chán. Gắn lòng niệm Phật ăn chay, để mai đây về bên cõi Phật, đường an vui nhàn thân vĩnh kiếp. Đời là hối tâm khổ đau, đã bao kiếp rồi đâm chìm biển mê ôi nghẹn ngào.
Về Cực Lạc Tây Phương, sướng vui ngàn năm chẳng buồn. Sớm chiều nâu xứ soi kinh, mong cầu trần gian thái bình. Người trong năm châu biết tình bác ái thương nhau, nâng đỡ nhau tu hành, cho cửa thiền ngát một mùi hương. Mau chân đến nơi Tây Thiền, cho cuộc đời bình yên mãi mãi. Tháng ngày cười hạt rong chơi, canh an vui rộn vang tiếng cười. Đầy thân tiên nào ai hay biết, đường về Tây Phương chẳng xa. Khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Đường về Tây Phương chẳng xa, khó khăn tiếc là lòng người chẳng tu cho thật thà. Phải tu cho thật thà nhé. Tu mà không thật thà là không có về được đâu. Hát dở mà vỗ tay lớn làm tao mắc cỡ quá. Hả? Sao nói lớn lên coi. Đó. Như vậy mốt ở đâu mà có sự định giảng là đi theo vỗ tay nha. Ủng hộ. Cho nên cái câu kế tiếp là tu sao phải hiền như Phật. Tu sao phải thật là hiền nha. Quý vị mặc áo tràng vô người ta mới thấy mình tu. Mà bây giờ quý vị tu sao không cần mặc áo tràng, đi ngoài đường người ta gặp mặt mình biết bà này có tu. Tại sao? Cái mặt hiền, cái thân giáo của mình nó có oai nghi tế hạnh, nó có cái nét của cái người tu, ta nhìn vô người ta biết. Còn tu sao mà nhờ cái áo ta mới biết, mà không có cái áo người ta không biết, không được. Rồi, tu sao phải thật là hiền, tu là để dứt não phiền trong tâm. Đó, cái chỗ này quan trọng. Xuất gia là xuất phiền não gia. Phải bớt đi cái phiền não. Tu sao mà cái sân si đầy trong người hết trơn vậy, là có khác gì đâu mà người không tu. Thấy không? Thí dụ người không tu là người kia tức giận nói ồn ào. Không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau, quê tiền. Vậy đi tu 5 năm, 10 năm rồi cũng sân si giống như người kia thì không được. Phải bớt sân si, hiểu chưa? Đó, phải làm sao cho nó bớt, bớt sân si. Ở đây nó có một cái bài thơ, một cái bài thơ đạo. Chúng tôi xin lỗi quý vị là giảng pháp thì hay có những cái bài thơ để mà giúp cho quý vị thêm cái phần thăng hoa quan hỷ. Tức là mình tu ngoài cái việc để mình đạt được cái này cái nọ, nhưng mà cũng song song đó mình cũng phải bớt đi cái này cái nọ. Tức là bây giờ chúng ta chủ trương là tu là để bớt đi cái gì? Chứ bây giờ mình quá nhiều chất chứa trong lòng rồi, tham sân si nó quá nhiều rồi, phải bớt đi. Đây nó có cái bài thơ bớt. Chúng tôi muốn quý vị phải nghe theo bài thơ này để chúng ta phải bớt đi tham sân si một chút. Thứ nhất, bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Đó. Giữ tâm thanh tịnh cho mình bình an. Bớt si, bớt giận, bớt tham. Để tâm thanh tịnh bình an cho mình. Bớt khen, bớt trọng, bớt khinh. Để tâm vắng lặng cho mình bình an. Bớt ngã mạn, bớt tham tàn. Bớt đi cho sạch, bình an cho mình. Bớt hơn thua, bớt nhục vinh. Để tâm trống rỗng cho mình an vui. Bớt cười, vui bớt ngậm ngùi. Để tâm cho rỗng an vui cõi lòng. Bao giờ tâm rỗng như không, nhìn đời tỉnh táo, trong lòng
an nhiên. Vỗ tay. Trong đó chúng tôi đặc biệt quý vị phải bớt tham. Tại vì mình tham nhiều cho nó mới dễ xảy ra sân. Giống như mình thương nhiều thì mình khổ nhiều. Mà ham muốn nhiều thì sân si nhiều. Mình mong cầu thì mình lại sợ thất bại. Mình mong cầu thành công thì sợ thất bại. Cho nên bây giờ phải bớt tham. Đọc theo chúng tôi câu này cho nó có không khí. Phải dứt bỏ tham sân si thì để nó khác cái người không tu. Đây chúng tôi nói là phải dứt não phiền ha. Tu là phải dứt não phiền trong tâm. Đọc theo: tham ăn, tham ngủ, ham tiền, ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc khỏi vào chùa am. Tức mình có năm cái ham: ham ăn, ham ngủ, ham tiền. Đọc theo đỡ lên: ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc khỏi vào chùa am. Hiểu câu này không? Tức là mình có năm cái tham hàng ngày: ham ăn, rồi ham ngủ, rồi ham tiền nữa, rồi ham khen lắm nghe. Ngày nào ra đường ta khen cái khoái à, ta chê là bực. Mặc dù mình xấu quắc mà ta khen đẹp cũng vui nữa. Nó ngộ vậy. Mà nhìn kỹ mình đâu có đẹp đâu. Mà người ta nói mình xấu cái mình không chịu. Mâu thuẫn. Mình mâu thuẫn. Cho nên bây giờ sửa. Bớt ham khen đi. Bây giờ ra, lúc trước không chưa tu, nói tôi ra đường tôi khoái ai khen. Bây giờ không có. Tôi khoái người ta nói thật. Đó, nãy chúng tôi nói rồi. Thật thì mất lòng nhưng mà đáng để mà tin. Nhiều khi mình xấu thấy mồ luôn. Mà người ta cứ khen đẹp cái là khoái. Bây giờ cứ nói mình thôi đừng có gọi là khen tôi lắm. Mà cứ thật đi cho tôi nghe. Mà thật vừa vừa thôi nghe. Chứ đừng nói chỉ xấu quắc cái là giận dữ. Vừa vừa thôi. Mình có cái là ham khen, ham đẹp nữa, phải làm đẹp. Ưu phiền khổ đau. Rồi, tu sao phải thật là hiền, tu sao để dứt não phiền trong tâm, tu là sửa đổi sai lầm. Sai lầm thì ai cũng có. Thánh nhân còn sai lầm không chỉ là mình. Nhân vô thập, thập toàn. Đúng không? Có người nào hoàn hảo đâu. Cho nên phải sửa sai lầm. Sai lầm không quan trọng, mà quan trọng với mình có chịu sửa sai lầm hay không. Lỗi thì không quan trọng, nhưng quan trọng mình có chịu sửa lỗi hay không. Nhớ, lỗi thì ai cũng có. Sư thầy cũng lỗi, Phật tử cũng lỗi, người tu cũng lỗi, người không tu cũng lỗi. Nhưng mà quan trọng nhất là anh có biết sửa lỗi hay không mới là quan trọng. Nhớ nghe. Tu là sửa đổi sai lầm, tu là bỏ hết cạnh tranh với người. Hồi nãy nói rồi, mình hay cạnh tranh hơn thua bon chen. Bây giờ không cạnh tranh. Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang. Các pháp nó vận hành theo nhân duyên. Mình cứ giữ tâm mình an lạc. Tu là nhẫn nhịn ai ơi, tu là cõi phúc đời đời an vui. Như vậy thì cái câu cuối là phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là cái gì quý vị biết không? Là cái lợi khí của người tu. Hôm nay chúng tôi báo cho quý vị biết cái pháp nhẫn nhịn là cái vũ khí tối cao của cái người tu. Trong kinh dạy, đứa bé nó có tiếng khóc là cái lợi khí. Hãy đụng đến nó khóc là mình rút tay lại thôi. Ông vua có quyền lực là sức mạnh. Rồi người phụ nữ có nước mắt là sức mạnh. Đụng tới khóc cái là thôi người ta quản hết trơn. Rồi cái người tu có nhẫn nại là sức mạnh. Cho nên phải ráng phát huy cái sức mạnh của người
Người tu là gì? Là nhẫn, nhẫn nhịn, đó, nhẫn nại. Lời giảng Đức Phật xưa ban: hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao. Xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng giọt máu đào dính tay. Cho nên nhẫn nại là sức mạnh của người người tu. Nó có năm loại sức mạnh. Sức mạnh của đứa bé là gì nè? Nó lại là tiếng khóc. Thiệt sự chứ quý vị, đụng vô nó đi, nó nằm nó đỏ hỏn á, nó ngoe ngoe vậy đó, mà đụng vô nó khóc lên cái là mình né liền. Ông vua có sức mạnh là gì? Là quyền lực. Vua sử thần tử, thần bất tử bất trung, phán chết là phải chết. Sức mạnh của ông vua. Sức mạnh của phụ nữ là gì? Có những người nói nước mắt cái xấu, nhưng mà có những người nói cái sắc đẹp. Phụ nữ nó có sức mạnh là sắc đẹp. Bởi vì vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa không phải là xiềng xích, nhưng mà có khả năng giữ chân người. Sắc đẹp không phải là sóng ba đào, nhưng mà nó nhận chìm không biết bao nhiêu người. Sắc bất ba đào dị nịch nhân, tức là sắc đẹp không phải là sóng ba đào, nhưng biết bao nhiêu anh hùng hảo hán ngã gục bởi cái sắc, sắc đẹp. Cho nên có những chỗ gọi là cái sức mạnh của phụ nữ là sắc, sắc đẹp. Cho nên thấy ra đường ai cũng trang điểm cho đẹp hết, phát huy cái sức mạnh của họ hay gì. Sắc đẹp của phụ nữ. Còn người tu sức mạnh là gì? Nói lại lớn lên là gì? Nhẫn nhịn. Trời ơi, ai nói gì nói cứ nhẫn nhịn làm tới. Đó là sức mạnh của người người tu. Nhớ nghe, mình phát nguyện tu.